xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Cộng Hòa cũng như là Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Khu này là khu chợ Nancy ngày xưa, và ngày nay không còn là nẫn của một cái chợ nữa. Và ngày nay ở đây thì chúng ta thấy buổi sáng thì cũng có bán thịt, bán cá ven đường ở đây, những cái mặt tiền ở đường Nguyễn Văn Cừ này bán tới trưa rồi thôi, còn lại sót lại những cái gian hàng nhỏ lẻ thôi, không còn hình ảnh của khu chợ Nancy với những xe nước mía ngày nào. Bây giờ là hình ảnh của cái mặt tiền đường rộng lớn này ha. Con đường Nguyễn Văn Cừ ngày xưa nổi tiếng cái sửa xe Vespa đó. Ngày nay thì ít rồi, xe Vespa ngày nay cũng quá niên hạn sử dụng rồi, giờ chỉ còn là xe cổ thôi. Và trưa nay thì sẵn tiện đi qua quận 5 rồi, cũng đây cũng gần với quận 3, dẫn anh chị và các bạn đi vô khu khu xóm hẻm 109 đường Nguyễn Thiện Thuật. Và khu đó mấy bữa em cũng có đi vô một đoạn để mua cái lẩu gà ớt hiểm. Lẩu gà ớt hiểm đó cũng ngon, nói chung là nó cũng lạ miệng. Và hôm nay thì để theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta quay lại với khu Nguyễn Thiện Thuật, chợ Bàn Cờ. Ở đó thì có cư xá Nguyễn Thiện Thuật và khu chợ rất là lớn ha. À, giờ này chợ chắc cũng nghỉ, giờ là cũng một giờ trưa rồi. Đây là con đường Cộng Hòa ngay khu tổng nhà cảnh sát phía bên phải. Mà ngày nay thì cơ quan cảnh sát cũng xây lên rất là lớn rồi, rất là nhiều những cái building. Mỗi khi đi con đường này thì hồi xưa thì rất là thích, tại vì có hàng cây đẹp hai bên rộng lớn. Nhưng mà ngày nay thì cái độ che bóng mát của con đường này nó cũng ít hơn, do người ta mé nhánh này chặt cây, còn vài cây, còn cái độ che mát nó không còn như ngày xưa. Giờ sợ gió bão cây ngã trượt cái tán nhỏ xíu vậy thôi. Bên đây là trường Đại học Sư phạm nè. Có một phần cũ và một phần mới. Phần mới xây giống như là như cái làm hát vậy đó. Trường đại học mà xây cái kiểu không có cái ngộ. Con đường này tuy là đi cũng nắng nhưng mà dù sao cũng có chút cái bóng mát. Bóng mát đa phần là che cái bồn cây này là chính. Mà cây đẹp thì nó rất là mát này ha. Nhìn cây đẹp qua bên kia là khu trường đại học khoa học tự nhiên. Nhưng mà ngày nay thì các ngôi trường hầu như là không còn hình ảnh của cái cây phượng. Cây phượng rất là hiếm sau những cái vụ sự cố cây phượng bật gốc đè học sinh rất là nhiều. Có lẽ những sự cố đó nó cũng làm cho cái hình ảnh cây phượng dần mờ nhạt. Mỗi khi ngày xưa mỗi khi thấy phượng nở là báo gọi mùa hè đã về, còn bây giờ cây phượng dần mất đi.
Tới đây là khu ngã 6 Cộng Hòa nè. Rồi mình sẽ đi qua Lý Thái Tổ một đoạn nhỏ, rồi mình sẽ quẹo phải ra đường Nguyễn Thiện Thuật. Phía bên phải là đường Hồng Thập Tự cũng như là Nguyễn Thị Minh Khai, kế đó là Phạm Viết Chánh. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai rất là mát ha, có hai hàng cây hai bên, cái tán cây nó lớn che mát cả một cái phần đường luôn, cả một con đường luôn, chứ không phải là che một phần nhỏ như đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây chúng ta quẹo phải nha. Đây là con đường Lý Thái Tổ nè. Quẹo phải hẻm 22 Lý Thái Tổ. Phía bên phải có hủ tiếu Thành Đạt. Quán hủ tiếu cũng rất là lớn. Và cái hẻm 109 song song với cái hẻm này là hẻm 21. Song song với hẻm 21 luôn. Và từ hẻm 21 này chúng ta có thể xuyên ngang qua theo cái nhánh hẻm mà nhỏ nhỏ và đi ra giữa hẻm 109 luôn á. Tại hẻm ở đây đa phần là hẻm bàn cờ không à, nó thông nhau hết á. Qua bên kia là hẻm 16 vô chùa Trúc Lâm nè. Quẹo trái nha, quẹo trái ra đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi đường Điện Biên Phủ. Đại tới số 49 đi tới xíu. Đây đây, hẻm 109 này phía bên trái này. Mấy bữa em nhìn cũng không ra, tại đầu hẻm không có để cái số. Thì nếu mà ngày xưa chúng ta ở đây thì mình nhìn lại ha. Mình chạy thẳng cái hẻm 109 này là ra tới Lý Thái Tổ luôn nè. Đây có quán lẩu gà đỏ đỏ nè, cửa đỏ đỏ đây. Những cái hẻm ở đây thì đa phần là thông với nhau hết trơn. Có hai cụ đầu tóc bạc phơn, chắc là chị em ha. Rồi hướng bên phải thì có những cái hẻm để đi ra tới cái Đình Chiểu luôn. Đây có cái lò sản xuất xe cổ những cái xe Mobilet ngày xưa. Ra đây là đường Lý Thái Tổ rồi nè. Không biết cô chú anh chị có hình dung được cái khu xóm hẻm của mình không? Khu xóm hẻm 109 ngày nay thì chắc có lẽ nó cũng nhiều sự thay đổi. Bây giờ mình sẽ quẹo phải theo con đường Lý Thái Tổ đi ra Nguyễn Đình Chiểu, sẽ đi vô ngoài khu xóm hẻm thông với hẻm 109 này, để chúng ta thấy được cái khu xóm xung quanh ở đây như thế nào ha. Đây có chị bán bánh gì đây, bánh ít lá gai, nhân đậu xanh, nhân dừa, nhà làm.
giống ở miền Tây, bánh ít ở miền Tây gói bằng lá chuối. Chắc ở ở ngoài miền Trung hay miền Bắc người ta gói bằng lá gai. Ở đây quẹo vô một trong những cái hẻm bất kỳ ở đây, cũng đều thông ra cái hẻm hẻm 109 lúc nãy nè. Mình lựa hẻm nào đẹp đẹp vô thử ha. Đây hẻm 629 đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Đầu hẻm là những căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, rất là đẹp ha. Sài Gòn có những xóm hẻm, những xóm hẻm được xem như là cái đặc trưng của Sài Gòn. Ở phía bên phải là khu trung tâm tiệc cưới đó, hồi xưa là nhà hàng Sinh Đôi. Giờ thì qua bao cuộc đổi thay thì nhà hàng nó cũng thay đổi chủ ngày nay kinh doanh khó khăn. Chạy ra đây xong cái hồi hoành trở lại ha, hoành trở lại cái hẻm song song với hẻm bên này. Giống như mình đi bàn cờ, đi giáp cái xóm này luôn á. Nó ra phía trước là hẻm 21, hẻm 21 Nguyễn Thiện Thuật. Bên kia là hủ tiếu Thành Đạt. Bên đây có cháo dịch liên. Đó, mình rẽ trái nè, rẽ trái tiếp tục một cái hẻm nữa. Hẻm này là hẻm 549. Ủa sao có số 549 ta? 595 hồi xưa là 549. Hẻm này cũng rộng rãi ha. Nếu bình thường là xe hơi vô được luôn á. Mua nhà ở những cái hẻm này thì cũng rộng rãi, đường xá thông thoáng, sạch sẽ, nhưng mà hơi mắc. Đây là hẻm 109. Chúng ta qua bên đây là ra Nguyễn Đình Chiểu. Đây chúng ta rẽ phải nha. Mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu. Xưa khu xóm này chắc cũng quen với anh Trí, nhìn thấy cũng quen ha. 595 kế bên 585, rồi kế đó là 575. Và xóm hẻm ngày nay thì rất là khác so với ngày xưa rồi. Hồi xưa thì nhà gác cây gác gỗ, bây giờ là bê tông cốt thép rồi. Bây giờ chúng ta chạy sang đây đi
một vòng qua bên khu cư xá Nguyễn Thiện Thuật. Lỡ rồi đi một vòng ở đây luôn. Đồng nó thích ăn cái món bún thái Hồng Kông của trong cái khu này, mà đi mấy lần mà không thấy người ta bán, ăn được có một lần à. Mấy lần sau đi ngang sau thấy chưa mở cửa, có lẽ người ta bán buổi trưa hoặc là buổi chiều. Để bây giờ sẵn tiện đi vô đây thử, nếu mà có bán thì mua luôn. Đó, để thấy khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật nè. Hồi xưa đây có tiệm sửa giày nè. Chung cư theo thời gian thì nó cũng xuống cấp, và cái dây điện, dây mạng quá trời một bó dày cui luôn á. Mọi người thấy không? Quá trời dây luôn. Cô bán chè cũng ngủ luôn. Này có những cái cầu thang người ta tận dụng làm cái nhà luôn. Hàng bún Hồng Kông mà. À, một phần đem về đi chị. Dạ. À, đây chị bán chắc buổi trưa. Phần 50.000 nha chị. Cái bún Thái đây đặc biệt là cái nước lèo. À, nước lèo nó không có như bún Thái bình thường. Thôi em 50 luôn. Nhưng mà tiền ở đây bán buổi trưa à? Buổi sáng không có bán? Sáng 8 mấy giờ bán. À, mấy bữa chở nhóc ra buổi sáng sớm mà chưa mở cửa. À, bán tới chiều luôn á chị. Dạ, cảm ơn. Hôm mua cho chiều bạn đồng nhỏ chiều ăn. Thank you.
mua về để tủ lạnh thôi. Chắc bún để riêng. Đó, bên kia là khu phố ẩm thực Bàn Cờ, khu chợ Bàn Cờ. Đó, qua đây là đường Nguyễn Thiện Thuật rồi. Và thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Vài hình ảnh vòng vòng trong khu xóm 109 đường Nguyễn Thiện Thuật và những con đường xung quanh khu xóm, để anh chị và các bạn hình dung được khu Bàn Cờ Nguyễn Thiện Thuật ngày hôm nay nó như thế nào ha. Mặc dù trong video chỉ một phần những hình ảnh ở Bàn Cờ đó, nhưng mà hy vọng là sẽ mang hình ảnh quê hương đến gần hơn với anh chị và các bạn khi mà chúng ta xa quê. Hôm nay có dịp nhìn lại. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip lần sau.